Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự khuyến khích hay ưu đãi. Ý bạn là gì về ưu đãi? Định nghĩa về sự khuyến khích là điều gì đó khiến ai đó muốn làm điều gì đó hoặc làm việc chăm chỉ hơn. Một ví dụ về khuyến khích là tặng thêm tiền cho những nhân viên làm việc thêm giờ trong một dự án. Các ví dụ về khuyến khích là gì? Thứ nhất, các biện pháp khuyến khích trả thưởng cho có thể bao gồm các khoản như tăng lương, tiền thưởng, chia sẻ lợi nhuận, tiền thưởng ký kết và quyền chọn cổ phiếu. Thứ hai, khuyến khích ghi nhận bao gồm các hành động như cảm ơn nhân viên, khen ngợi nhân viên, tặng nhân viên bằng chứng nhận thành tích hoặc bao thông báo về thành tích tại cuộc họp của công ty. Ưu đãi hàng tháng là gì? Phần thưởng khuyến khích trung bình hàng tháng có nghĩa là số tiền được xác định bằng cách chia tổng số của 5 phần thưởng cao nhất trong 10 năm gần nhất của phần thưởng cho 60. Số tiền thưởng dựa trên tổng số tiền thưởng vào ngày trao giải, bất kể có một phần của tiền thưởng đó được hoãn lại. Kế hoạch trả lương khuyến khích là gì? Một kế hoạch khuyến khích trả lương là một thưởng lương vượt trội so với tiền lương giờ của họ rằng một sự có thể đạt được nếu họ đáp ứng một số yêu cầu đặt trước hoặc tiêu chí. Lương ưu đãi có thể dựa trên năng suất, dựa trên chất lượng, dựa trên an toàn, v.v. Làm thế nào để bạn chuẩn bị một kế hoạch khuyến khích? Một là gì khuyến khích chương trình và làm thế nào để phát triển? Thứ nhất, sử dụng thành viên để nâng cao, tạo chương trình ưu đãi của bạn. Thứ hai, cải thiện sự chuyên cần. Thứ ba, đặt mục tiêu. Thứ bốn, xác định đối tượng. Thứ năm, tìm kiếm sự thật và tham gia. Thứ sáu, cơ cấu và ngân sách chương trình. Thứ bảy, chọn phần thưởng. Số 8, truyền thông và đào tạo. Đặc điểm của một biện pháp khuyến khích hiệu quả là gì? Một kế hoạch khuyến khích tốt phải đủ hấp dẫn để thúc đẩy hiệu suất, nhưng cũng phải đạt được với những nỗ lực kéo dài để nhân viên không nản lòng. Theo nguyên tắc chung, mức thành tích trung bình nên được đặt là mục tiêu và cao hơn 20%, có thể là mục tiêu kéo dài với thu nhập tăng. Làm thế nào để khuyến khích có lợi cho một doanh nghiệp? Trong quá trình thực hiện chương trình khuyến khích, doanh nghiệp của bạn có thể mong đợi sự tăng trưởng doanh số bán hàng tăng lên vì khách hàng của bạn sẽ có động lực mua hàng từ doanh nghiệp của bạn bằng cách có sẵn phần thưởng cho những người mua sản phẩm của bạn. Điều đó sẽ khuyến khích họ chuyển từ các đối thủ cạnh tranh. Các ưu đãi có thực sự hiệu quả không? Các chương trình ưu đãi có tác động bình đẳng, tích cực đến các cả mục tiêu chất lượng và số lượng. Các chương trình khuyến khích được cấu trúc với đầu vào của nhân viên hoạt động tốt nhất. Tuy nhiên, chỉ có 23% hệ thống khuyến khích được lựa chọn với ý kiến đóng góp của nhân viên. Khuyến khích dài hạn mạnh hơn khuyến khích ngắn hạn. Một ưu đãi chương trình là một chương trình chính được sử dụng để thúc đẩy hoặc khuyến khích hành động hoặc hành vi cụ thể bởi một nhóm người cụ thể trong một định nghĩa khoảng thời gian. Các chương trình ưu đãi được đặc biệt sử dụng trong quản lý kinh doanh để tạo động lực cho nhân viên và trong bán hàng nhằm thu hút và giữ chân khách hàng. Làm thế nào để khuyến khích ảnh hưởng đến hành vi? Cả khuyến khích tích cực và tiêu cực đều ảnh hưởng đến sự lựa chọn và hành vi của con người. Quan điểm của mọi người về phần thưởng và hình phạt khác nhau vì mọi người có giá trị khác nhau. Do đó, một động lực có thể ảnh hưởng đến các cá nhân khác nhau theo những cách khác nhau. Những thay đổi về khuyến khích khiến mọi người thay đổi hành vi của họ theo những cách có thể dự đoán được. Khuyến khích định hướng hành vi như thế nào? Lý thuyết khuyến khích nói rằng hành động của bạn là nhằm đạt được phần thưởng. Khuyến khích có thể được sử dụng để khiến mọi người tham gia vào một số hành vi nhất định.
nhưng chúng có thể được sử dụng để khiến mọi người ngừng thực hiện một số hành động nhất định. Khuyến khích chỉ trở nên mạnh mẽ nếu cá nhân coi trọng phần thưởng. Khuyến khích là gì và các loại của nó? Một ưu đãi chương trình là một kế hoạch lập trình để thúc đẩy hiệu suất cá nhân hoặc nhóm. Chương trình khuyến khích thường được xây dựng dựa trên phần thưởng tiền tệ, tiền thưởng khuyến khích hoặc tiền thưởng, nhưng cũng có thể để bao gồm nhiều loại phần thưởng hoặc giải thưởng phi tiền tệ. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.